来乐透半天，快乐半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖从来都不倦，全力去做你的完全，人你出发可每一天。Ủa? Ê, thế thì Terry, sao mà trùng hợp như vậy? Anh tới làm gì hả? Hôm nay tôi có cảnh quay 2 giờ nên phải tới sớm trang điểm. Còn hai người, chúng tôi thì tới đóng quần chúng thôi, để kiếm chút tiền tiêu giặt đó mà. Thật ra chúng tôi không may mắn rồi. Bình thường Kim Trang Môn ít khi quay cảnh đêm lắm. Tối nay chúng ta phải đóng thâu đêm luôn rồi. Oh my god. Đừng có sợ, cảnh quay tối nay nói là Tam Sư Đệ qua đời, nhân vật chính làm linh đường cho anh ta thôi. Tới rồi. Tới rồi à? Ê, anh Triều à, anh kêu chúng tôi tới làm diễn viên quần chúng, đừng nói là làm thầy đọc kinh đó nha. Giỏi lắm, một người làm thầy đọc kinh, một người làm thi thể. Nói chung là mặc cái áo lên, lẩm bẩm, nói những cái mà người ta không hiểu là... Đừng sợ, con đây. Cho người mở đèn lên đi. Mở đèn đi. Mọi người đủ mặt hết rồi. Đúng vậy. Đúng rồi, đủ mặt mà. Vậy người đó là ai vậy? Đang đi tới kìa. Nè nè, anh lại vậy? Tôi là phó đạo diễn Thành Thành đi. Dây điện xưởng quay bị sự cố, tôi đã thông báo cho kỹ thuật làm việc rồi. Họ nói là phải nửa tiếng nữa mới tới được. Vậy là còn phải đợi lâu lắm. Đúng đó. Nè, cho mọi người xài đỡ trước đó. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Nói gì thì nói chứ, phó đạo diễn hồi nãy nhìn mặt lạ quá đi. Trước đây đạo diễn có nói sẽ kiếm trợ lý mới, tôi nghĩ là người đó. Tại sao đèn cầy của tôi không đốt được vậy? Còn mấy cây của tụi tôi đốt được hết rồi. Không lẽ dương khí của mình không đủ? Nói gì vậy? Mọi người không biết hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch, là ngày âm phủ mở cửa sao? Kiếm ngày này để quay cảnh linh đường không tốt lắm đâu. Tôi không tin là có ma đâu. Thà tin chắc là có, không thể tin là không. Ông nội tôi á, có nói có một người vận chuyển thi thể. Anh ta không tin chuyện này. Ai ngờ đâu, cuối cùng xảy ra chuyện. Nặng chết thì được à. Hai anh khi đằng trước, có mình tôi khi đằng sau à. Mệt muốn chết luôn vậy đó. Nếu không phải anh thua hết tiền công, còn phải mắc nợ lại quậy cờ bạc, chúng ta phải khổ đến độ phải khiêng quan tài kiếm tiền hay sao chứ? Nè, nói gì thì nói, trong quan tài chứa gì vậy? Có phải là con dâu hay không mà nặng quá trời quá đất à? Thiệt tình. Tôn trọng tiên nhân một chút đi, không thì là ma cũng không tha cho anh đâu. Tôi không tin là có ma đâu. Ê, ở đằng trước có quán trà kìa, chúng ta tính nghỉ chút đi ha. Mấy khách quan đi đường ban đêm nhất định là mệt lắm rồi. Hay là nghỉ ngơi một chút, uống tách trà đã. Ông chủ à, ông cũng giỏi thiệt đó. Nhìn thấy quan tài mà không có sợ ha. Mấy đêm nay thường xuyên có mấy người vận chuyển thi thể khiêng quan tài đi ngang qua đây, thấy nhiều nên không lạ. Ủa, tiếng gì vậy? Hình như tiếng phát ra từ ở trong quan tài đó. Có thể là trước khi đóng nắp quan tài có con chuột lẻn vào trong đó. Anh qua đó. Hả? Đi đi. Thoải mái rồi. Thoải mái ở đâu vậy? Tôi chỉ thoải mái giùm tiên nhân thôi. Tôi sắp đóng cửa rồi. Con đường xuống núi chỉ có một con đường này thôi. Nhà tôi ở chân núi, sẵn tiện đường. Hay tôi phụ mấy người khiêng một đoạn nha. Cảm ơn nghe ông chủ. Được khách sáo. Điều tôi nên làm mà. Cảm ơn anh nha. Thêm một người khiêng nhẹ hơn nhiều lắm đó. Chỉ tiện tay thôi. Anh là người ở đâu vậy? Người Tây Hương. Trùng hợp vậy, anh là đồng hương của tiên nhân này. Mọi người đều là người sống tha hương. Chỉ tiếc là anh ta mất ở đất khách, còn phải phiền mấy anh tiễn anh ta một đoạn đường nữa. Chúng tôi cũng chỉ là nhận tiền thôi. Vậy làm sao đây? Phải rồi, ở nơi quan vắng như vậy sao anh lại ở đây mở quán trà vậy hả? Cũng chỉ là muốn tiện cho những người đi đường ban đêm thôi mà. Tối như vậy mà còn mở quán trà, đúng là ma đi đêm không thấy ánh sáng luôn. Cái bệnh là ma đó, mặt xanh xao, chân không chạm đất kìa. Tôi sợ quá, chân không bước nổi nữa.
Tôi không phải là ma, mọi người đừng có sợ. Thời gian trước tôi bị phong hàn, chưa có lạnh hết, còn bị cảm, cho nên mặt của tôi mới xanh xao thôi. Ê, vậy còn chân của anh? Mấy hôm trước chân của tôi đã đạp phải bẫy thú kẹp trúng gót chân, cho nên đi đường mới khập khiễng tới như vậy thôi. Nếu anh không phải là ma, sao lại dỗ dài chúng tôi? Tôi chỉ muốn dỗ dài nói cho anh biết là tôi tới nhà của tôi rồi. Thật sự xin lỗi anh nha. Hẹn gặp lại sau. Tạm biệt. Không cần gặp lại đâu. Thì ra chúng ta tự mình hù mình thôi. Andy. Tự tối như vậy sao lại gọi tên của tôi? Có chuyện gì cứ vỗ vai tôi vậy là được rồi. Vỗ cái đầu của anh, tay của tôi đâu có dài vậy chứ. Vậy sao cái người hồi nãy có thể tay dài như vậy được? Ông nội tôi nói không được nói chuyện tầm bậy, tiên nhân có thể nghe được đó. Ok ok chú Lăng, tôi thu hồi lại. Triệu Vĩ à, ba lì xì này hình như cho diễn viên diễn vai Tam Sư Đệ, có đúng vậy không? Đúng vậy, là tôi đánh rơi đó. Không có ghi tên sao tôi biết lời của anh? Trả cho anh nè. Tại sao Tam Sư Đệ có lì xì, chúng tôi lại không có lì xì vậy hả? Tại vì Tam Sư Đệ phải đóng vai thi thể, má cũng có thể cho con một bao, con muốn đóng không? Con cũng làm lại vai thầy độc kinh tốt hơn. Tôi mới là vai thầy độc kinh mà. Tôi mới đúng đó. Nhắc nhở anh nghe, lì xì không nên tùy tiện lượm đâu, không có tốt đó. Có một người tùy tiện lượm bao lì xì, kết quả là anh ta gặp được một cô dâu rất là kinh khủng. Được dê sồng. Già như vậy cũng không có văn hóa. Chúng ta mặc kệ họ đi. Đi thôi. Nghe chú Kim à, ông đã không còn nhỏ nên lập gia đình rồi phải không? Cứ yên tâm đi, tôi sẽ lấy một người con gái trẻ xinh đẹp về làm phu nhân của tôi đó. Hey, ghi sổ trước nha, ngày mai gặp ha. Nè, lại là như vậy, thiệt tình. Tính tiền đi. Dạ được. Xin chào ông. Chào cô. Cô gái trẻ đẹp, có chuyện gì vậy? Tấm giấy đỏ này là Dục Anh để lại, là muốn tìm kiếm người có duyên. Người nào lượm được là phu quân định mệnh của tôi. Không biết vị đại ca này có đồng ý thành thân với tôi không? Có chuyện dễ dàng như vậy hả? Tôi đồng ý. Vậy thì tối mai đi. Gấp vậy sao? Nếu có vấn đề, vậy thì thôi đi. Tôi không có vấn đề gì. Vậy thì xin đại ca chuẩn bị hết tất cả, ngày mai cứ đơn giản là được rồi. Ngày mai giờ tí chuẩn bị thành thân. Tại sao trễ vậy? Đây là phong tục quê nhà, tối mai chúng ta gặp lại. Ngày mai gặp. Ê Thúc ơi. Hả? Buổi thành thân này á không có được đâu, tôi sợ là ông sẽ chết qua ngủ nữa. Cậu nói cái gì vậy? Ông không có nghe qua cô dâu ma hay sao? Những thiếu nữ chưa lấy chồng mà chết sẽ không được chôn ở đất quê mẹ. Cha mẹ đương nhiên không muốn con cái cô đơn không có người ở cùng, thì sắp xếp minh hôn cho con mình, kiếm một chàng rể để mà bái đường thành thân. Vậy là có thể chôn ở quê chồng rồi. Sao lại có một người đàn ông chịu đi cứu một người con gái đã chết như vậy? Cho nên không mới đi phát lì xì khắp mọi nơi đó. Có phải bao lì xì này hay không? Trong đó có phải có tóc của người đã khuất không? Hả? Sao cậu lại biết vậy? Tôi nói chính là bó tóc của người đã khuất này đó. Cái này có nghĩa là ông đã đồng ý trở thành phu thê kết tóc với cô ta rồi. Chỉ là do cậu đố kỵ tôi thôi. Ông không tin tôi cũng hết cách. Nhưng mà tôi khuyên ông nha, nếu như ông kiên trì vô thành thân này, trong đêm thành thân ông phải cẩn thận. Nếu như họ lấy một con gà sống bái được, hay là đang cung phụng một linh bài, ông tự mà lo liệu đi. Hả? Nè. Tôi là ba của Dục Anh. Dục Anh đâu rồi? Theo như phong tục ở quê, trước khi động phòng thì cô dâu không được gặp mặt chú rể, nếu không thì sẽ không may mắn. Khoan đã, cô ta không xuất hiện sao tôi thành thân được chứ? Yên tâm, hình thức thành thân chúng tôi sẽ lấy gà sống để thay thế. Chết thật rồi, thật sự lấy gà sống để bái đường. Hoàn tất.
Đây là phong tục của quê nhà tôi. Sau khi tân nhân bái đường xong, cung phụng linh bài, coi là tôn trọng. Còn gạt tôi nữa hả? Đây là linh bài của Dục Anh. Cô ta đã chết rồi, nên mấy người mới chọn giờ tí thành thân với tôi để gạt tôi minh hôn. Mấy người... Ông đang nói cái gì vậy? Bao lì xì này tôi không lấy, trả lại cho mấy người nè. Tôi không muốn lấy một con gái ma làm vợ đâu. Hai người đã bái đường thành thân, không được hối hận đâu. Bây giờ chỉ thiếu động phòng thôi. Đi nào, đi. Ông muốn làm cái gì? Ông nè, tôi không muốn minh hôn. Tôi không lấy cô dâu ma đâu. Ông đừng qua đây. Cho dù cô đẹp cỡ nào, tôi cũng không lấy cô gái ma làm vợ của tôi đâu. Cô đi đi, cô đi đi. Wow, vậy tướng mạo thật của cô gái ma có phải kinh khủng lắm không? Chỉ còn bộ xương không? Còn kinh khủng hơn là gặp ma thiệt nữa đó. Tại sao lại như vậy chứ? Thì ra thím đó không phải là mẹ của cô gái đó, mà là chị của cô ta đó. Chỉ là sinh ra già trước tuổi nên không lấy được chồng, chỉ là lợi dụng cô gái đó làm mồi, dụ dỗ đàn ông về thành thân với bà ta. Có cần chơi ác tới vậy không? Mọi người có cảm thấy càng nói thì càng lạnh không? Rõ ràng bị cúp điện, phải là nóng mới đúng chứ. Tại sao lại lạnh lẽo vậy hả? Tôi nghe nói trường quay có nhiều ma lắm, nên có một nghiêm cấm không có viết ra, đó chính là không được kể chuyện ma. Nếu không rất dễ thu hút những anh em tốt và chị em tốt tới. Lúc trước khi tôi mới vô nghề, có một tiền bối nói tan ca là phải tẩy trang và thay đồ mới được đi ngủ, chứ không được để nguyên mà đi ngủ đâu. Hả? Sao vậy? Tại sao chứ? Nếu không dễ bị ma nhập lắm đó. Tôi nhớ lâu lắm rồi, có một đạo diễn kể cho tôi nghe, có liên quan tới một câu chuyện mười mấy năm trước. Chị Lợi, chị đúng là lợi hại thiệt. Một bộ phim chế tác lớn, một đời nổi tiếng của Quỳnh Bách Hợp, có rất nhiều nữ diễn viên giành nhau làm vai chính, kết quả cũng bị cô giành thắng. Chị Lợi chúng ta là người nổi tiếng, diễn xuất tốt, vai Quỳnh Bách Hợp do chị Lợi đóng là thích hợp nhất. Quỳnh Bách Hợp này rất là tội nghiệp. Lúc còn nhỏ thì mồ côi cha mẹ, bị người ta bán vào đoàn kịch, làm con ở cho người khác. Lén lút học sư, chịu nhiều khổ cực mới có cơ hội bước lên sân khấu. Ai dè khi nổi tiếng quen được người đàn ông phụ tình, gạt hết tiền cô ta rồi bỏ đi. Người tài đã hết, tuyệt vọng tự sát. Tại sao làm phụ nữ lại khổ vậy chứ? Cô thì khác, cô có một người bạn trai, Diệp thiếu gia thương cô như vậy. Diệp thiếu gia. Lily. Tặng cho em nè. Cảm ơn. Qua đẹp lắm. Tối nay mấy giờ quay xong? Quay xong rồi anh với em đi xa điền đi ăn chè nha. Em cũng chưa biết nữa. Bộ phim Quý Phi Sai Rượu, em cố tình kiếm thầy giáo tới dạy em. Nhưng mà sao hát hoài cũng không hát hay được. Có chuyện vậy sao? Rồi em thử hát cho anh nghe thử đi. Sao vậy? Hát không được hay lắm hả? Không phải. Hai người ra ngoài trước đi, tôi muốn ngủ một giấc. Cô không được ngủ khi còn đang trang điểm và mặc đồ diễn. Nếu như vậy á, hồn của cô sẽ không nhận ra cô, không biết quay về tìm cô đâu. Tôi không có mê tín đâu. Ra ngoài trước đi. Vậy tụi anh đợi em ở ngoài. Anh hư lắm. Người ta đã có con với anh rồi. Anh tính sắp xếp ra sao với mẹ con em đây? Anh sẽ sắp xếp một căn biệt thự cho mẹ con em ở. Khi nào anh mới nói chia tay với chị Lợi hả? Anh sẽ nói.
Dì Lợi, bắt đầu được rồi phải không? Chúng ta diễn thử trước nha. Không cần đâu, bắt đầu luôn đi. Được. Tại sao ngủ một giấc xong lại thay đổi hoàn toàn thành một người khác vậy? Đúng vậy, hoàn toàn không giống chị Lợi. Các chị Lợi, cảnh này diễn tốt lắm đó. Đừng gọi tôi là chị Lợi, gọi tôi là Quỳnh Bách Hợp. Cô thật sự nhập vai thiệt chị Lợi. Tôi là Quỳnh Bách Hợp. Đạo diễn hình như không ổn, có khi nào bị ma nhập không? Chết rồi. Không biết có phải hồi nãy chị Lợi đang trang điểm đi ngủ, hồn của cô ta không biết đường về tìm lại cô ta, bị Quỳnh Bách Hợp nhập rồi. Hèn chi cô ta lại hát hay tới như vậy đó. Đôi cậu nam nữ này uổng công lại lời đối xử tốt với hai người, hai người lại phản bội cô ta như vậy. Hôm nay tôi sẽ thay mặt Lợi Lợi trừng trị hai người. Đừng giết tôi. Đã tiện nhân này, đã tiện nhân này dụ dỗ tôi. Đồ bội bạc, rõ ràng anh nói là không thích chị Lợi. Bây giờ ngay cả con tôi cũng có với anh rồi. Anh nói anh sẽ lấy tôi mà. Tôi xuất thân là danh môn, sao lại kết hôn với con ở như cô được chứ? Im đi. Anh có lỗi với Lợi Lợi, anh muốn đền bù thế nào với cô ấy? Tôi sẽ xin Lợi Lợi tha thứ cho tôi. Tôi thật lòng yêu cô ta. Chị biết nói không có thành ý. Tôi có một biệt thự ở trên sườn núi sẽ tặng cho cô ta. Nếu như anh dám nuốt lời, tôi nhất định sẽ trở lại lấy mạng anh. Không đâu, không đâu, không đâu, không đâu, không đâu. Anh nhớ đó. Lily. Chị Lợi. Lily. Tốt quá, tỉnh lại rồi. Không phải tôi đang ngủ trong phòng trang điểm sao? Thật sự cảm ơn cô. Nhờ có cô hang nhép sau sân khấu thì họ mới tin tôi là bị ma nhập. Quan trọng nhất là giúp cô hù được kẻ bội bạc đó, để hắn có chút đền bù cho cô. Cô thật sự là ân nhân của tôi. Hôm đó ở nhà hàng cho tôi bắt gặp được bộ mặt thật của họ. Tôi thật sự không biết phải làm sao. Cũng may là gặp được cô, còn cho tôi một kế hoạch trả thù hay như vậy nữa chứ. Kẻ bội bạc như vậy, chỉ nói tiền với hắn là đúng rồi. Tại sao cô lại hát hay như vậy? Cô diễn bộ phim này lâu như vậy, không lẽ tới giờ cũng chưa biết tôi là ai à? Mà ta là Quỳnh Bích Hợp à? Tức là ma hát giùm cô ta? Không phải đâu. Tôi là biên kịch của bộ phim này. Bởi vậy cô ta mới nói nữ diễn viên đó diễn lâu như vậy cũng không biết cô ta là ai. Không hợp lý lắm, sao nữ diễn viên đó gặp cô ta lại sợ như vậy chứ? Có thể cô ta gặp phải một chuyện. Ghen bắt nhiều quá. Nhưng mà vậy, không phải chuyện ma thật cũng đỡ hơn. Chúng ta ở đây nói sao cũng là trường quay mà. Vậy cũng đúng. Ê, sao lâu quá rồi mà còn chưa có điện vậy ta? Để tôi ra ngoài kia hỏi. Ma kìa. Là tôi nè. Tổng, sao tối giờ còn tới đây vậy hả? Tôi biết tối nay mọi người có cảnh phải quay ban đêm, tôi bàn xong chuyện làm ăn nên qua đây thăm mọi người. Mà sao ở đây tự nhiên lại tối thui vậy? Đường dây bị hư, trợ lý nói đang sửa nên không có cách nào quay, nên mọi người trong lúc chờ đợi kể chuyện ma cho nghe đó. Tôi có nhiều chuyện ma lắm, đây tôi kể cho mọi người nghe. Được. Thôi đi mà Tào Tổng, không có phụ đề chúng tôi chưa chắc hiểu được tinh túy chuyện ma của ông đâu nha. Không sao. Mời ngồi. Tôi kể từ từ cho mọi người nghe. Tào Tổng, để tôi thêm chút dương khí cho ông. Được. Ủa sao giờ đốt dễ vậy? Ngày xưa có một người, anh ta đang đi trên phố thì bỗng dưng bị một chậu hoa đập trúng đầu, xong rồi chết ngay luôn. Sau đó nữa? Hết rồi. Không đủ hả? Hết rồi. Tôi kể thêm một câu chuyện nữa cho mọi người nghe. Ngày xưa có một người, anh ta đang đi ở trên phố bị hai chậu hoa đập trúng, xong rồi chết luôn. Ngày xưa có một người, anh ta đi ở trên phố, sau đó bị bốn chậu hoa đập trúng đầu. Yên lặng đi.
Hả? Sao chúng ta lại ở đi? Cuối cùng cũng kiếm được mọi người rồi. Thì ra mọi người tới cạnh miếu đương đương này đó ha. Coi đã, tối qua rõ ràng chúng ta đang ở trong xưởng quay mà. Anh nói cái gì vậy? Tối qua quay ở xưởng có thấy bóng dáng mọi người đâu. Chúng tôi kiếm mọi người khắp nơi, điện thoại thì không gọi được, tìm thì không thấy người, cuối cùng cũng không có gì để quay, cho nên phải ngừng hết đó. Tối qua rõ ràng chúng ta ở xưởng 4 kia mà, rồi tự nhiên cúp điện, có một trợ lý qua nói là đang sửa chữa, kêu chờ một chút, chúng ta phải chờ mà. Tối qua đâu có cúp điện đâu, với lại tối qua quay ở xưởng 3 mà, có liên quan gì tới xưởng 4 chứ. Không phải đâu, tôi nhận được thông báo là ở xưởng 4 mà. Sao không thấy tờ thông báo nữa rồi? Đừng giỡn nữa, đạo diễn à. Trợ lý mới của anh Thành Thành đó, tối qua cũng ở đây nè. Anh không tin thì hỏi anh ta đi. Làm được một ngày thì không làm nữa rồi. Vậy thì người tối hôm qua là ai? Tôi nhớ mấy năm trước á, xưởng 4 có làm một cảnh linh đường. Ai dè xảy ra hỏa hoạn, không chỉ cháy hết bối cảnh đó luôn, mà còn có một trợ lý sợ đến nỗi bệnh tim tái phát qua đời luôn rồi. Tôi còn nhớ tên của trợ lý đó hình như cũng tên là Thành Thành đó. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta gặp ma rồi. Anh đừng nói nữa, tôi không muốn biết. Hãy nhớ kỹ, chúng ta tối qua là nằm mơ thôi, nhất định là vậy. Má đi đâu vậy? Mọi người không phải muốn ở đây tiếp tục nghiên cứu chứ? Đi. Tôi đã nói trường quay có nhiều ma lắm rồi mà. It's fine, whatever. I guess I'm glad you're not.